chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú Phúc Consulting Group. Nếu quý vị đầu tư vào chương trình EB5, thì quý vị cần phải chứng minh số tiền quý vị đầu tư 800.000 đô cho đến 1.050.000, đó là số tiền từ đến từ nguồn hợp pháp. Và cái nguồn hợp pháp này có thể từ bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Thì nếu quý vị có tài khoản ở những nước khác, thì quý vị có thể phải chứng minh cái nguồn tiền này là tiền hợp pháp, và quý vị có thể chuyển số tiền này vào trong dự án để đầu tư. Việc quý vị có tài khoản và có tài sản ở nước khác sẽ giúp cho quý vị chuyển tiền vào Mỹ dễ dàng hơn, vì quy định ở Việt Nam giới hạn số tiền quý vị có thể chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu quý vị có thêm câu hỏi gì hoặc là có thắc mắc gì, xin liên lạc với chúng tôi để được tư vấn thêm. Xin cảm ơn.